chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ xuống á, là trước ngày đó đủ gái chưa? Nhưng mà khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, đi chơi với gái sao? Vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Dạ, em gây lộn tại chị Dân với anh Thật. Hai em. Chào chị. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi. Hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Dạ, em đang học thêm văn bằng 2 nữa. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng là ô cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà có quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ, em tôi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. À, cô sinh viên này khá là xinh xắn cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm của các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. À, em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Khi em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi, tầm cả năm trời bạn không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ, cái ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi, ảnh buồn quá. Vậy đó hả? Chia tay mà có kế hoạch luôn á hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ, thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình. Vậy thì mình mới... mạnh dạn chia tay. Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là ma cho ảnh đi, anh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện với em biết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xin vợ vợ gì á, cái là ảnh nói hẹn thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau thì sao chị? Cũng mắc cỡ, tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chá trên mạng xong ra ngoài gặp, thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em không, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười con vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường á nói chuyện thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm này nọ, mắc cỡ hay gì, im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Ừ. Anh tưởng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á thì là lúc đó cái ấn tượng của em chỉ biết chơi mạng mà. Thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em là lấy em này đi vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không. Tự nhiên mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau á, yêu nhau tuần lễ. Tuần lễ em làm lễ lắm, tại 4 tháng là cưới rồi. Rồi nóc ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó đủ gái chưa? Nghĩ sao mà ngày mai đám cưới người đám hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao đem cái nhắn tin hỏi nhà. Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha honey, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên xong lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói lúc em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thấy thương lắm, tha nó đi gì nọ. Em đâu tin đâu vậy. Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ với em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ anh. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá mà chơi chơi quỳ. Em mới thành cho mẹ năn nỉ ba năn nỉ rồi. Em năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc á chị, ba em thấy khóc ba em tội. Ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái vậy. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi. Ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không là em siêu phàm thiệt đó. Giờ chắc em về bên cưới về, giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm hả sao? Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều mình... Không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là anh vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong về nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết.
ảnh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á, chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Luôn. Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bển nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Thì sau mấy ngày đó thì ok, thì vẫn là đúng là như vậy. Thì em nói ờ vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, cưới gái cũng được. Gái cưới luôn cho rồi á. Ảnh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm, mà anh không thể bỏ lỡ được em, mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn vậy. Vậy mà khi mà em biết ảnh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu gia đình em sao cũng được, em là vô tư. Rồi, em cũng nghĩ sau vậy. Khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có những gì thay đổi không? Kể miên man luôn, không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Gái khác nữa. Bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà, cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi. Em nhắn tin với anh ban ngày thôi, mà ban đêm ai làm chị? Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa, kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh rồi này nọ. Rồi em tức sôi máu, cái em đòi chia tay, tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa, lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Rồi lúc đó là em không biết sao, nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn, tủi lắm chị. Rồi sao? Không có quỳ năn nỉ nữa là ba năn nỉ, mẹ vô năn nỉ liền luôn, khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới, muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi, cho nên cái gì bỏ được bỏ nó cũng chưa làm biết, gì. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì ảnh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ, mà mẹ em thuộc dạng khá đông chị. Kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ dùng cái bản tính, cái cách của con mà để uốn nắn nó lại từ từ. Cái đó mới hay chứ hơn. Cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay nữa. Nó là phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ con. Bây giờ vẫn thương chứ. Để em phải nói là tại vì em thương. Dạ, tại vì em chứ thương. Không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Lúc đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. Em tức quá mà, không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao? Sơn? Nói chung là em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi, chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra. Tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn, không gian mạng ra. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, cái gì cũng quá tam ba bận, cũng không có thể nào mà cứ vị tha hoài vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao Sơn? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không. Thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm, nằm mơ luôn à, chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái không? Mình thật sự em muốn suy nghĩ là em thời gian nào để em đem đi chơi với gái, làm xong là em đi về nhà, chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập thiệt cũng thằng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Có hết sao mà dễ quay giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Danh có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt điện thoại ngủ. Cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em mệt đúng đi này kia nọ, không biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình Vợ Ông Sơn đó. Cái đó là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ. Giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô cũng không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em trên bình này. Bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm nói thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Cái đó là đó. Chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì mới khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở rảnh lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt bây giờ không? Trợn mắt lên nạt nội em, biết là những người nào mà gọi mình nhầm số. Anh trợn mắt lên, anh ghen chưa, với em đó phải lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn ghen dữ vậy đó hả Sơn? Nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Cái trong ngày là trong ngày thôi hả? Là xong cái đó là thôi. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên nào đi theo dõi vợ nữa không? Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Cái chuyện đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính của em, ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Mà bây giờ đến khi chồng nuôi nữa thì em nói thiệt, em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích.
Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái gì, cái sự gì hết nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thì em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái ảnh nói là làm thư ký bất cập đi sếp suốt ngày này nọ, làm sao mà có chồng còn vậy vậy vậy. Cái là anh la lên cái. Anh nghĩ em thì em chồng không thích thì em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và anh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2, văn bằng 3 nó cứ đi học đi, học đi. Không sao đâu. Học tới già mà em muốn vậy. Chồng nhà ở nhà rồi chồng dạ, em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị, cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy đó, tính hay suy nghĩ đồ này nọ, làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện nó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm, chuyện gì giải quyết không được đó. Em là đơn giản lắm, ví dụ như thích cái này, ok làm cái này, còn không thích thì thôi dẹp qua bên, chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này cái này cái này, thôi vậy thôi sợ thôi khỏi làm, dẹp luôn đi. Tính em vậy á. Em á thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không phải nói được. Nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy, hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy, làm sao em nói được. Xong rồi em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á, ảnh nạt cái em tủi em khóc liền á. Không, giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh á là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn, kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi, để còn lo gia đình của em rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy gì nè, chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em, nhưng mà ảnh á thì lại, con người ảnh lại đơn giản. Không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình, cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy đó. Còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì, chứ còn không có muốn mình tự nói ra hiểu. Tại vì lúc đầu anh phải tự anh hiểu em muốn quá cái luôn. Gì đó lúc đầu không phải tại hiểu quá nên biết cái vấn đề nó chẳng là gì hết á, vì làm quá lên thôi thì đó. Ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trùng em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe sao là giả em thiệt luôn. Đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á, cái điều đó là đúng. Nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm thất bại 1-2 lần á thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, dẹt cái đi ai trong. Em đâu có gì đâu phải về thôi. Thường thường thôi mà em chỉ có ôm và hung vậy thôi. Đó, 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 thể hiện đó, 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 thể hiện đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nha. Ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Dạ. Nắm tay là lớp 9. Dạ. Dạ. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi. Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận với tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động như viết thư? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, nhét viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập.
Nên gửi cho em, em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước, xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi mà em. Mới lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học với là học không chịu học á, nên là uống cà phê đó là dạ. Nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng không thích nhau, cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang Liệt Sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà cũng... vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát, nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Sau đó là nắm chia... tay rồi đạt nắm... được mục đích rồi nắm tay rồi là thôi rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng cấp địa điểm không? Dạ có, ở nghĩa trang hoài. Dạ có, nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thật vậy em nội? Dạ chuyện tình của em nó ly kỳ lắm. Lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bớm tí. Có bồ mới. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có đi chơi chung. Đứa thân nhau quá, anh cũng có bồ. Lớp 9 là chia tay nè, dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ đến lớp đầu năm lớp 12, bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Sau quá trình chơi thân, là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12? Dạ. Nắm tay là lớp 9? Dạ. Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hung đầu tiên là... Dạ thì là cái 2008 đó, là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hung ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hung một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. Hẹn gì bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là nghĩa địa nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như dạ vậy? Lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó Thảo là kể sắp cho anh chia tay luôn. Ông này ông bay bướm thì sao? Ông quen mấy dạ, cô. Dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không, ảnh nói cũng có. Xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau, mà là em, cái tính em là em thích giao lưu bạn bè. Ở đó vợ em chưa có lên với em học. Ở đó em buồn, em học kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Đúng không? Dạ, giao lưu với con gái. Đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi, chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Không làm gì mà chắc phải là dùng, mà em không chia được. Dạ. Dùng khổ nhục kế luôn. Đúng. Vậy. Thì đó để hỏi anh nè. Dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp. Anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu km? Mười mấy cây số ha. Mười hai cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống. Trời ơi. Nãy em thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ. Anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay anh xếp cho em. Đó. Dạ, 1000 con hạt giấy. Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân. Đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay anh được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ mấy? Dạ cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ, dạ 3 năm. Rồi bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. 3 năm hai đứa. 3 năm hai đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu anh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ. Nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy ảnh nói cái gì đó xong anh cười cười. Nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên. Mà cái đó không phải tật xấu. Xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ. Thật xấu. Rồi ảnh nóng tính. Đó cái đó đó, cái đó. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á. Nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi. Nó quậy mà ảnh nói không nghe là nhiều khi ảnh nổi nóng lên là ảnh la con rồi ảnh nhiều khi đánh con luôn. Đó cái đó xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là chỉ có gì những cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ. Thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì vợ em ít.
chỉ có cái những cái nhỏ nhặt, ví dụ như thói quen từ còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng, kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm, do đó là kéo em theo, em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng? Dạ, tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. À, anh ơi, anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này, nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ. Làm biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đổng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty, rồi bạn bè và xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên, cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Lý do là em cưới vợ ba. Chia sẻ với em. Cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Còn ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà gọi bây giờ con lớn rồi. Vậy luôn, vậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi, nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á, không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi, bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi, rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nói nghe nè, xong đi bác sĩ, tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó, rồi ấy, rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó, thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa dạ không? Cũng còn, giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt lại. Tại vì nó cứ điều độ là hết quá. Là hết nóng tính, hết nóng giận. Có nghĩa là vậy nè, quá cực cái thân. Em hiểu không? Vừa chăm hai đứa nhỏ rồi quán xuyến chuyện gia đình á. Nó mệt mỏi, nó không buồn nghĩ tới cái đó, tới đó nữa. Nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi. Chứ cái thể xác của em, cái cơ thể của em á, em vẫn là người phụ nữ, thành ra em không có được đồng đều. Thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy, nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả lên. Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này, đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe. Bác sĩ tư vấn nghe. Chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn hai em luôn luôn hạnh phúc. Mình thì quân sư cho bạn này, bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Trước khi cưới cái làm đủ cái trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới, nhưng mà thật ra không thay đổi gì, chỉ là bưng bít. Bưng bít. Không em bưng bít lắm đó nha. Quý vị dành một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng đầu tiên. Chị Dân có thấy không, với một hành động của mình có thể cho thấy được chú rể là một người chồng rất chu đáo. Thực ra là các cặp vợ chồng son á luôn luôn vẫn còn giữ được cái ga lăng lịch lãm giống như là hồi còn yêu, đúng không? Bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Hạo Nhiên, hiện 32 tuổi, đang làm chuyên viên về công nghệ thông tin. Còn em? Dạ em là Minh Thư, hiện là công nhân viên chức. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em là học chung nhau từ hồi cấp 2, thì gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên có một cô bé nhỏ ngâm ngâm mà luôn luôn sử dụng kẹp bướm để cột tóc, nhúng tóc trên đầu thì lỡ khác hết tất cả các bạn nữ khác nên để ý. Ủa chứ các bạn khác thì kẹp kẹp gì? Không có khác thì để thường thường để tóc ngang, tóc dài xuống thôi. Riêng bạn này là cứ kẹp bướm, kẹp bướm trên đầu đúng không? Bướm màu gì? Bướm màu hồng chị. Bướm màu vậy. Cháu này xuất hiện trong chương trình hôm nay. Em không có đi kẹp bướm trên đầu. Em già rồi. Vậy thì còn em ấn tượng về anh này từ khi nào? Ấn tượng á là thì là chồng em á, vừa trắng vừa tròn vừa mũm mĩm dễ thương. Mà em thì lanh chanh lách chách, còn chồng em thì ngồi góc vậy đó. Hai người học chung lớp không? Dạ. Chung lớp. Có chung chung bàn không? Dạ không chung bàn. Ồ vậy hả? Rồi tụi em học với nhau suốt luôn hả? Hai lớp 9 là
chuyển trường. Thì bẵng nhau khoảng một thời gian là từ khoảng 6-7 năm thì mới gặp lại nhau. 6 năm sau bạn gặp lại nhau. Vậy thì lúc đó cái cảm giác như thế nào? Thì đó vô tình cái gặp lại cô bé này đi ngược chiều. Ủa em gặp rồi em có nhớ ra liền đó là cái cô bạn mà cột tóc bớm không? Nhớ như vậy. Vậy thì gặp nhau bùi ngùi. Dạ không có bùi ngùi, tại vì cô bé này đang là bồ của bạn thân. Mà lúc đó em đang cố ý một cô ghép cô bé khác. Mà cô bé là bạn thân của bạn này. Cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng chưa có gọi là một cái gì gọi là có tình cảm gì đâu. Thì đúng rồi. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn mới thực sự là có tình cảm? Sau đó khoảng một năm. Thì bạn này thì có trục trặc với người yêu. Bên em cũng đang có vấn đề với cô bé bên kia. Nên mình thì quân sư cho bạn này, bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Vậy thì ai là người có tình cảm trước? Cái thời gian là quân sư thì hay nói chuyện điện thoại qua lại với nhau. Cái tối là về nấu cháo, nấu cháo cứ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có một bữa là em nói thẳng luôn, bây giờ ông muốn quen tôi thì quen rồi, còn quen chơi thôi chứ không có quen thiệt. Quen thử rồi mình quen, mình hợp với nhau thì mình tiến tới tiếp tục tìm hiểu, còn không thôi mình chia tay. Vậy là thử yêu. Dạ. Vậy thử yêu. Sao? Em trả lời sao? Dạ thì mình đó thì tại vì em cũng không có vướng bận gì nên cũng thử cho biết nè. Vậy thì thử như thế nào? Cũng bình thường cũng này đi chơi. Đi chơi thì cũng lúc là hai đứa lúc này nhiều người coi mình đố quan tâm đến họ thế nào mà họ quan tâm mình thế nào. Thì sau đó mình nhận ra là mình có tình cảm thật sự với họ, bên vợ em mà vợ em cũng tình cảm thật sự là. Vậy thì trong quá trình yêu nhau chắc chắn hai bạn phải trải qua một cái giai đoạn gian truân và trắc trở hay là trơn tru? Nó vừa gian truân mà nó cũng vừa có trắc trở. Trắc trở sao? Cái tính thì thật sự là không hợp ngay từ đầu rồi, biết là không hợp rồi nhưng mà cố ráp lại coi nó khớp hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian yêu nhau chia tay mấy lần? Để không hết luôn hả? Rồi thì bao lâu thì hai bạn cưới nha? Cái lúc quen lúc cưới là 10 năm. Sao lý do gì mà yêu nhau tới 10 năm dài đẵng đẵng đó vậy? Cái này là lỗi tại em. Bản thân em là thích tự do. Em nói cưới hay không cưới cũng là vấn đề, quan trọng ở nhà có vui hay không, hợp với nhau hay không. Vậy thì bây giờ hai bạn sau khi nó cưới rồi thôi, hai bạn có thấy là vui nhau? Nó nặng nề. Nặng nề. Trách nhiệm nhiều quá. Tại vì mình độc thân đó khác, mình có gia đình đó lại khác. Ủa vậy sao em không có giữ vai trò giống như là hai người quân sư? Ví dụ như em nặng nề quá, em nói anh giờ em nặng nề quá, giờ sao? Quân sư cho em đi chứ. Ngược lại, hai bạn từ quân sư mà yêu nhau mà, đúng không? Dạ, thì bởi vậy tụi em mới tham gia chương trình đó, coi như một cách làm mới. Coi như biến cái 10 năm cũ bỏ đi, làm lại. Chị, như vậy là áp lực dữ lắm nghe chị. Đó, bởi vì anh với chị Vân sẽ làm một cái động thái như là giúp cho hai bạn nó bớt nặng nề. Trước khi lúc em quen nhau đó, nó cũng không có vấn đề gì nhiều. Mà đến lúc cưới thì lại có rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc cưới thì vấn đề xảy ra là dẫn toàn người luôn. Thế là cưới là vợ lo hết, vợ đi mời thiệp, vợ đi đặt khách, đặt nhà hàng. Rồi đến lúc mà đêm tân hôn thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Lý do là chồng dị ứng hết rồi, không thể nằm chung vợ được. Rồi sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng lại vô gia liễu nên không có động phòng. Là tụi em đi sau khoảng đi, một tháng trời ta gọi là dập mặt á, là ở trong gia liễu. Chắc là em bị dị ứng cái sơn hóa chất. Dạ đúng rồi chị. Sơn hóa chất đúng rồi. Em không chưa biết là những người phụ nữ khác hả chứ. Vợ em thì cởi đồ cưới ra xong là lấy thuốc chấm toàn thân. Tại sao không để hết dị ứng mà cưới? Dạ là đặt để hết phát rồi. À, tôi nghĩ là đã trước là một tuần lễ ngày cưới là phát dị ứng. Thiệp hết rồi. Ủa rồi yêu nhau lâu quá vậy là coi như là biết nhau hết, hiểu nhau hết vậy đó. Rồi lúc lấy nhau về có gì khác hơn lúc yêu nhau không? Chồng cũng sốc nhiều quá. Sốc quá hả? Ví dụ trước khi cưới á, cái làm đủ thứ trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới. Nhưng mà thật ra không có thay đổi gì, chỉ là bưng bít thôi. Bưng bít. Ê, dùng cái bưng bít nó nặng lắm á nghe. Nặng lắm đó, đơn khác là qua mặt hay chỗ bưng bít cái gì ta? Bưng bít như là xấu luôn đúng không? Còn cái gì mà xấu ghê gớm hơn nữa không? Xấu quắc luôn á. Xấu của chồng em á. Xấu chồng em á là ở giờ không chịu được luôn á. Tại chồng em là thường thường hay trực đêm. Ta mang màn chải hay là đồ cạo râu hay là cái gì á, khăn đồ đi theo để ta rửa mặt buổi sáng. Không, thôi chi em để 2 ngày tắm lần cho tiện gọn. Có ngày tắm lần. Nếu mà sao không đánh răng rửa mặt luôn á. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là gì? Hay là mềm lắm. Chồng về cái quên khóa cửa thôi. Mà chị quên khóa cửa, anh ơi ra khóa cửa đi. Thì nó một câu vậy thôi. Nói từ lúc mà lấy vô nhà lấy chìa khóa ra khóa cửa vô nhà xong rồi hút thuốc hết rồi chưa hết là bày cái gì cái chủ khóa cửa. Có con chưa ta? À, chưa đúng không? Mới hai bạn hai bạn tính bao lâu thì
cái con, bị... con cái là coi như trời cho thì lúc nào thì có. Lại em thì chưa muốn con cái này nhưng mà em rất muốn có con. À, có nghĩa là do em đúng chưa? Em chưa muốn có con vậy mà em lại đổ thừa. Con là gì vậy? Vậy là em đang bưng bít. Ủa mà lý do là sao? Có đứa trẻ thì nó trách nhiệm nhiều lắm. Mà chồng em thì giống như em đang có đứa trẻ 30 tuổi thôi. Em có thêm đứa nữa chỉ cho em khổ dữ. Ba mẹ gào thét rồi gia đình rồi dòng họ ai cũng gào thét. Mẹ nói mẹ vợ ở nhà, mẹ nói mèo còn đẻ được chứ sao mày không đẻ. Nói chung cũng còn đã không tư tưởng. Nhiều khi em có con chồng em lại thay đổi. Biết đâu nhờ đứa con cảm hóa được sao. Bạn yêu nhau cả 10 năm chưa cảm hóa được mà con sanh ra một cái là tự nhiên đó. Chồng thay đổi liền. Mà chơi rồi biết chơi rất mạo hiểm. Vậy tật xấu giờ em còn gì đâu? Hay chê chồng rồi sao không bằng chồng người ta. Sao không, anh không biết đấu đá với người ta. Anh coi đi chồng người ta kìa. Chồng ta lấy ham thì cũng nói lại chứ em lấy thằng kỹ thuật chứ không phải lấy thằng kinh doanh đâu mà đòi hỏi. Chưa dắt nghe. Vậy em muốn chồng mình có những sự thay đổi gì không? Chồng bớt lời. Thế còn em? Thì em muốn là cái vợ bớt nhằn nhằn đi. Hai là chồng về nấu cơm có sẵn nhà đi đó. Rồi anh về nhà là em mới nấu cơm. Về phải chờ nửa tiếng có tiếng sao mà được ăn cơm. Mệt mỏi đi ngủ luôn. Không phải em biết nấu ăn. Mà nấu ăn á, mà lần nào cũng vậy á, cứ 7 bữa thì là hết 4 bữa không. Ông nói chút nữa anh về, chút nữa anh về. Mà một chút á, nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng. Mà cơm canh nó nguội. Mà để cứ dư như vậy thì đồ ăn ăn lại đâu có tốt đâu. Đó. Không lại nó đâu có tốt. Làm cái gì cũng phải có lý do, đâu phải tự dưng mà vậy. Còn gì nói luôn đi. Nói nhất là hai vợ chồng không có một đứa con. Thực ra vậy nè, vợ của em á, là đầy đủ tố chất để làm một người mẹ. Thứ nhất á, là cái người phụ nữ sạch sẽ. Đó là cái điều cần thiết nhất để có thể chăm sóc một đứa nhỏ. Thì con nít mà, nó mong manh lắm. Những người phụ nữ bê bối mà tỉ dụ mà đổi ngược lại cái vai trò mà em chăm sóc con em là thấy mệt mỏi rồi. Thứ hai là nấu ăn được cho chồng là đã biết nấu để chăm con rồi. Rồi bây giờ ông chồng mà nó mong muốn cái điều đó. Vậy thì em có đồng ý hay không? Đồng ý chứ, ngoại trừ là chồng em phải đúng giờ. À, bây giờ là phải có một người nói như thế nào thì bên kia mà ta mới đồng ý cái chuyện mong muốn lớn lao của mình. Đó giờ sao? Anh cứ em sửa. Sửa rồi đó. Sửa cái vụ mà giờ giấc đó. Bây giờ người ta đã đồng ý ta sửa rồi kìa. Bạn thì sao? Đó, hai người đứng lên hứa với nhau. Em đồng ý cho anh cơ hội làm lại lần nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi cũng đồng ý là xin cho anh một đứa con. Đúng. Một hoặc hai đứa. Và tôi hy vọng là ngay sau chương trình ngày hôm nay thì có thể là tối hôm nay các bạn thử và sẽ có tin vui trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn hai bạn. Và thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai anh chị, mà hai anh chị giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Hoàng Anh, người ở Sài Gòn, đang ở Gò Vấp, nghề nghiệp là lái xe. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi. Rồi, mời. Dạ, em là Tôn Nữ Hương Xuân, năm nay em 39 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh tự do. Tôn Nữ Hương Xuân là chắc là gốc là Huế. Huế. À, gì đó hả? Dòng họ vua chúa. À. Có nói được miếng tiếng Huế nào không? Mất gốc luôn à. Hai vợ chồng là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ 21 năm. Mới hấp hôn hồi năm ngoái. Hai chồng là mấy cháu rồi? Dạ hai cháu, một đứa 20, đứa 8 tuổi. Cách nhau gì mà xa dễ sợ vậy đó hả? Đứa lớn thì ở chung hai chồng. À. Đứa nhỏ ở Bình Dương. 6 tháng là bà ngoại bắt về Bình Dương bà ngoại nuôi tới. Bà ngoại cưng quá hả? Dạ. Như vậy là cái đợt dịch này là chắc có lẽ là không có gặp con suốt. Có gặp nhưng mà không có được ôm. Tại sao? Tại vì em đi làm từ thiện, em đi lên tới đó được. Tức là hai chồng đi làm từ thiện rồi cũng đi lên hai vợ chồng tự làm, tự mở nhóm. Các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc thiện nguyện của hai vợ chồng trong cái mùa dịch vừa rồi? Tụi em là bên nhóm của Bạn Hữu Đường Xa. Em là trưởng nhóm của Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Tất cả là anh em đều là tài xế. Mới đầu là chỉ có hỗ trợ trong nhóm Sài Gòn thôi. Thì sau này thấy bà con khổ quá. Thì có em ruột của mình là Đặng Hoàng Nhân. Nó mới đứng ra nó hỗ trợ, tức là hỗ trợ về mặt tạo ra một cái nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn.
thì mới đi hỗ trợ cho những cái bà con bị cách ly, những bà con bị phong tỏa, những cái khu phòng trọ không có việc làm, thì xin mạnh thường quân được cái gì thì mình hỗ trợ lại được cái đó. Trước từ đầu mùa dịch tới giờ là 4 tháng, hiện bây giờ vẫn còn hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ tại kho, bà con đi được bà con tới lấy. Vậy là tụi em đã lấy nhau được 21 năm rồi. Dạ. Còn nhớ lại được cái thời điểm mà lúc đầu tiên mà mình thấy mặt nhau không? Dạ, em làm quản lý pizza máy lạnh, có 3 bàn thôi. Ở Phú Nhuận á, chủ là em bà con, mình đứng quản lý giùm, tính tiền, coi xe, coi cậu, coi nhân viên. Thì nhân viên nữ chỉ có sắp bi cho khách đánh thôi. Bà xã tới nhận. Tới xin việc. Em không nhận. Ủa, tại sao vậy? Tại vì nó nhỏ con quá thì bắt mắt chứ người khách, mấy câu khách được khách. Rồi bữa cũng ráng lì 2-3 ngày sau cũng quay lên gặp chủ nhận. Cái lúc đó Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em mới có 10 mấy tuổi à, nhưng mà tại vì cũng tính hiếu thắng á, thì có nhỏ bạn làm trong đó thì em làm chỗ khác. Khi kêu em á là đi qua đây làm chung, có cái thằng quản lý này thấy ghét lắm. À, là ông này đúng không? Dạ đúng rồi. Lại lúc đó tóc thì lúc nào cũng hai mái mà rủ con trai mà tóc mỏng trường đó, mái đang trường hồi xưa mà phải chấp nhận cho người ta chứ theo thời chứ. Em nhìn qua thì em cũng ghét thiệt, mặt nhìn láo cá đã vậy xin rồi không nhận nữa là càng ghét thêm đúng rồi. Lôi chôi lúc chốc rồi kiểu ra vẻ là phân biệt chủ cả này kia, là không có hòa đồng với nhân viên á. Bạn em mới nói tao cua này không được, mày vô mày cua được thì tao thua mình chầu ăn. Thì mình nghĩ là bản lĩnh của mình hồi nào giờ, ví dụ như đi làm ở đâu chưa bao giờ bị từ chối. Và cũng chưa bao giờ mà thí dụ như mà để mà dạng như cái mắt đàn ông mà họ chê hay này kia nọ. Nói chung là lúc đầu thì cũng rất là ghét. Đi vô xin việc không nhận luôn. Không nhận thì lần thứ ba là cái gặp được người chủ. Em bà con của ông này. Đó. Rồi cái ông em bà con nó nhận cô này. Đó, còn ông này là cho cô này rớt từ dòng giữa xe. Coi thường người ta dễ sợ không? Khi mà em đi xin nhận rồi đó, em ra ngoài còn nghe cái giọng của ông nói, mà ông nói chứ em ngay từ đầu em đã không nhận rồi mà chị còn nhận chi nữa. Đó, chị nhận thì chị làm gì làm em biết. Cái người vậy đó mới nói chứ, ủa thấy con bé này dễ thương mà sao tự nhiên không nhận. Thì nó nhìn không dễ thương chút nào. Trời ơi, tự ái chứ em đúng không? Rồi sau đó chắc lại là hận lắm đúng không? Dạ. Khi mà em đi làm á, là cái mục tiêu của em không phải kiếm tiền nữa mà là kiếm người đúng không? Dạ đúng rồi. Kiếm như háo thắng, háo thắng là nghĩ là để quen cho bằng được rồi thôi, chứ không có nghĩ là chơi qua đường rồi bỏ đó. Thì em cũng có nói mẹ mà nói trời sao con ghét cái thằng quản lý ở trên con quá. Đó mẹ cứ hỏi thằng đó bao lớn mà mày ghét, cái nói chứ mà làm gì mày ghét. Nó con cũng biết sao con nhìn mặt nó con không ưa. Thì kệ nó làm gì làm, con làm con cứ làm, có gì đâu mà ghét. Nó mà con không biết sao con nhìn mặt nó con không ưa chút nào hết. Thì cứ về cứ hay nói mẹ vậy đó. Mà mẹ cũng kêu là hôm nào á đi làm chở mẹ đi thì phải coi mặt nó ra làm sao. Này là điển hình của sự ghét của nào trời trao của nấy á, đúng không? Nói đó. Những lúc không có khách á thì cái tâm sự này kia nọ thì em làm đâu cũng khoảng 2-3 tháng em nghỉ. Lúc nào thì bắt đầu em mới để ý con bé này? Cái quán pizza đó làm được mấy tháng là quán pizza nó phải đổi hình thức kinh doanh, chuyển qua làm quán nhậu, quán ăn gia đình. Thì em nghĩ bà xã nghĩ, bà xã về nhà cái buồn lục cái số điện thoại điện thử thôi. Tới nhà chơi coi sao. Lên tới nhà chơi mình cũng đâu có biết là có bạn trai rồi hay là đang giận bạn trai gì đó, hốt được thôi đó. Chứ cũng không có gọi là yêu đương gì hết. Nhưng mà lúc đó anh có bồ chưa? Lúc đó cũng có bồ rồi nhưng mà kiếm thêm gì đó. Thanh niên mà. Vậy như cứ nghĩ là giống như là chắc em dễ dãi á. Có câu chuyện này nó lắc léo lắm nha. Lúc đó em có người yêu rồi, bà này cũng có bồ luôn. Em có bồ không? Lúc đó em có bồ không? Em đang có bồ. Đó. Rồi đến khi nào thì cả hai coi như là tan vỡ với cái người yêu của mình và coi như là chính thức là quen nhau? Mối tình đầu của em là không có chấp nhận cho em quen người này, rồi nói em là lấy người này là sẽ khổ, rồi không có biết lo. Ủa rồi sao không lấy cái ông mối tình đầu mà lấy ông này đi? Thì lúc đó em nhỏ mà em ghen tuông, rồi với cái người em gái của người đó là em gái bà con mà dạng như không có giữ khoảng cách. Cứ mỗi lần lễ lộc hay bất cứ cái gì á, cứ là chạy lên là anh em là cứ là mừng rồi ôm nhau đi đâu cái tự nhiên cũng na theo. Thì em không chịu, nhiều khi lên cái hai anh em cứ ở chung một phòng vậy đó. Anh cũng nói là em này kia rồi tàu lao này kia nọ, anh em trong nhà mà tại sao có những suy nghĩ đó. Thì anh nói là anh nhận như không phải chia tay, anh nói là để cho em lớn để trưởng thành, quen cũng hứa hẹn là tới 22 tuổi mới làm đám cưới. Còn em sao? Vậy như là quen chơi vậy thôi. Lúc mà em quen chơi vậy em vẫn còn quen cái cô bồ đầu tiên của quen, nhưng mà cô bồ đó ít có gặp lắm. Cô đó ở xa hay gì? Không, cũng ở gần đó thôi, nhưng mà bà này nói không có thương mình mà cứ đi theo dõi hỏi coi đi đâu sao đi về sớm, đến nhà chơi sao về sớm.
Tức là em ghé nhỏ bầu cũ đi kiếm. Đi kiếm xong về thấy mặt thì em đi về nhà, ủa sao đứng trước nhà em. Tức là đi bắt không được xong đứng coi em đi đi đâu chơi đó. Thì cái nói là đi đâu, hỏi đi thăm ta hả, mà có thật chứ có đi đâu, đi đâu đâu, thăm bạn bè hay đi gặp mấy thằng bạn thanh niên nó ngồi cà phê thôi. Thì mình cũng đi ghen đi kiếm gì kêu không có thương, ghen ngược đó. À, ghen ngược. Mà trong khi đó bồ á tới nhà hoài à, lúc em nói chuyện em tới nhà chơi á bồ cũ cũng tới, hai thằng đụng mặt luôn cũng chuyện bình thường. Chuyện như vậy mà em không ghen, em đó mình là người tới sau mình không có ghen, nhưng mà đi bắt ghen đi theo dõi rồi. Bắt ghen là đụng mặt với nhau luôn nè. Bắt ghen có nghĩa là ông này ghen với bồ của em luôn. Nhưng mà ông đi theo dõi em. Bình thường thì buổi sáng lên nhà chơi, nói gia đình là đi làm, nhưng mà thật chất ra không có làm. Ghé nhà em chơi ở từ sáng tới chiều mới về, mà tới hôm nay số chưa về rồi. Đạp xe đạp về nhà Bình Thạnh á. Cái gì về em xách xe Honda đi theo dõi. Mà em theo dõi em chạy ngược chiều không à. Thì nếu mà chạy thượng chiều tôi quay lại thấy liền, mà chạy cứ ngóc ngóc đằng sau quay lại không à. Em chạy bên đường bên kia kìa. Mà chạy suốt từ đó lên tới Phú Nhuận á. Vừa tới là thấy bồ cũ đứng nói chuyện. Thì em nẹt ga nẹt bô một cái là quay lại thấy em hết hồn, đạp xe bỏ chạy. Cái phản xạ là em đạp, em cống đít, em bỏ, em chạy rồi ông dí theo em, rồi bồ cũ dí theo ông này. Trời rồi ba người dí nhau, em chạy loạn xạ, em không biết em chạy đâu, em chạy tùm lum. Chạy lộn lộn tới sân bay luôn. Nhưng mà có đụng nhau không? Không đụng. Không, em làm thôi, đã em chạy em né chắc anh mà. Anh kia anh phải vô lấy xe nữa, anh chậm một nhịp rồi. Bà này chạy trước, ông này ngược theo, ông kia ngược theo ông này. Em chỉ gần em thôi. Cho dám chạy trước lại đâu chạy đâu có lại. Không, em dí được theo em thôi. Dí được theo em là em kêu rồi thôi về đi, đừng có ở đây, em sợ là gì, em biết cái tính người bạn trai của em là nóng. Là người kia nóng hay người này nóng? Dạ, người kia nóng. À, cái đúng. Người này thì ngậm ngùi không mà, chứ không nói gì hết. Rồi có đụng có không, thì không có em kêu này về. Tại vì đạp hồi mệt á. Không có đụng, không ai đụng ai, chứ bữa đó đụng là mệt rồi. Đúng rồi, đụng là mệt rồi đó. Cho nên là chỉ có ông này đụng thôi, đụng em rồi mới kêu thôi đi về đi, để này kia nọ cũng nghe lời đi về. Rồi bây giờ bạn trai cũ em đâu rồi? Dạ, mất rồi. Ảnh bị ung thư bao tử. Ồ vậy hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi mà mất? Ảnh lớn hơn anh này 1 tuổi. Nhưng mà mất lâu rồi. Mất bao lâu rồi? Chắc cũng mười mấy năm rồi. Hồi lúc quen nhau là biết ảnh bị đau bụng hay đau bụng. Cứ mỗi lần đau bụng em đi ra tiệm thuốc tây em mua thôi. Chứ cũng không có nghĩ là bị gì. Đến khi mà sau khi mà chính thức em lấy chồng rồi đó, thì ảnh cũng buồn. Rồi ảnh quen tùm lum la này kia nọ. Cái nhậu, hồi nào em không biết nhậu, cái cũng nhậu. Rồi bắt đầu càng ngày nó càng hại. Khi mà bắt đầu đau dữ dội quá thì đưa vô bác sĩ mới nói là giai đoạn cuối. Trời, tức là lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ, năm đó ảnh mất là 31 tuổi. Mà quá trẻ. 31 đó. Mà lúc ảnh mất thì là lúc đó mới cưới được 6 năm. Dạ. Mà lúc mà năm nay là cũng mười mấy năm rồi. Đó là thì nói chung ảnh mất thì hai vợ chồng đi làm chung, nào giờ hai chồng cái gì cũng chung hết. Từ nào giờ cứ việc gì cũng đều chung chung vậy đó. Thì trong cái lúc mà mất á, cái nhà ảnh báo vậy đó, cái chồng không được lắm, ổng kêu là thôi em bỏ đây đi, đi về đi, cường mất rồi. Cái đây em chạy xe về, mọi việc ở công ty thì ảnh tự lo, xin nghỉ làm gì làm. Là ảnh cho em đi qua bển để ở bên đó làm. Rồi ở bên đó em cũng muốn xin để tang này kia, tại hai người mối tình đầu mà. Cái bên gia đình đó nói thôi con có chồng rồi, không có để tang gì được, ở sớm ta dị nghị. Rồi thôi chị ở phụ này kia, rồi cứ mỗi năm vậy đó thì anh cũng chở vợ đi tới nơi để mà mua bông cắm. Tại vì cho em á. Ra mộ đó hả? Dạ, ra mộ đó thì anh nói có thằng chồng nào khùng như tôi không, tự nhiên đưa tiền cho anh vợ đi mua bông cắm cho thằng bồ cũ. Không, chuyện đó là tao chết rồi, mình đâu quan tâm cái chuyện đó hay chứ. Thì đó, cứ mỗi năm thì anh cũng chở vợ đi ra hoặc là năm những là cái dịp mà hai mấy, tám, chín Tết á, mộ hả? Thì cứ chở vợ ra mộ. Rồi dỗ gì á, hàng năm cái anh cũng chở đi tới nhà để mua chiếc cây này kia rồi gỡ cái này đó. Là một cái việc rất là văn minh em. Rất hay. Thậm chí cái người bồ của em mất mà còn nói mà nói chứ thôi em gái sống hạnh phúc đi, anh thấy không ai bằng chồng em đâu. Nếu mà là anh cũng không có làm gì được. Mà chồng em gì là tốt rồi đó. Kiểu thôi, như là trường hợp nào mà bồ cũ lại nhậu với chồng. Thích mày lại ngồi chơi uống một vài hai ly vậy đó. Chuyện nó bình thường, tới nhà bình thường. Thích chở vợ đi cho xin cho chở vợ đi công chuyện chứ. Nhờ vậy mà ông thay đổi cái suy nghĩ đó chứ. Hồi lúc đầu là không đồng ý cho bé này quen với anh này đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi mà sau này là thay đổi cái suy nghĩ. Nói chung cả gia đình em cũng không ai thích cho em lấy ảnh hết. Nhưng mà anh hai gì mà anh hai anh từ luôn á, anh nói nếu mà mẹ mà gả xương mà cho này là con cũng từ này kia nọ. Đó, cứ sợ là không lo được tương lai này kia rồi. Tại cái ảnh lúc đó ảnh nhìn ảnh nhoi lắm. Nói chung là còn lôi cho lóc chóc lắm, chưa có chững chạc.
giữa hai người một giờ một vật mà lớn hơn nhau có 1 tuổi, mà anh kia thì chững chạc này kia nọ, nhưng mà ảnh gia trưởng, còn anh này thì không chững chạc, nhưng mà được cái là thí dụ như dễ dãi vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì không, sao bao gia đình dung chứ không phải dễ dãi. Dạ. Bởi vì anh dễ này chịu cái lắm. Tánh anh vậy anh mới làm từ thiện được đó, anh dễ chịu lắm sao không được hết á. Cứ ví dụ như mỗi lần bồ tới nó anh ở nhà em đi chơi với cậu chút nha, ok đi. Rồi những cái ngày gì đó cái anh đó anh tặng là vẫn cho tặng, rồi nói chung đồ em đeo rồi cũng anh đó anh tặng vẫn cho đeo, hoặc là hình hai đứa chụp vẫn còn giữ, anh cũng không có nói nhật ký gì, anh đó viết vẫn cho để. Chứ không có phải bắt xé hay là bắt người kia nọ. Đâu có ảnh hưởng tới mình đâu. Có gì đâu. Bây giờ cô ấy đó là của mình rồi, vợ mình rồi, quan trọng sống người đó cũng đã mất rồi, mình đâu có ghen làm gì, ghen với cái hồn người ta làm gì. Nói chung là anh cho em sống với quá khứ, không có phải bắt em là phải quên. Nhưng mà bây giờ là tình hình là gia đình như là rất là yêu quý anh này đúng không? Dạ. Bởi vậy mới thấy tại vì làm rể tới 6 năm lận mà. Ảnh đi làm rể giống như là em đi làm dâu mà em không có làm dâu, và ảnh thay em làm dâu đó. Ảnh ở rể, ảnh giặt đồ cho nhà, rồi ảnh nấu cơm, nấu nước, ảnh đi chợ. Mới thấy vợ của anh Bin cũng quá hay. Sao chị? Vẫn chấp nhận cho anh Bin yêu Thúy Nga, chị Thúy Nga. Thúy Nga là chương trình Vợ Chồng Son bên Mỹ đó, là chị Nga đang làm ở bên Mỹ. Nga chị có hát xì không Thúy Nga? Mỗi lần quay Vợ Chồng Son là tôi biết chắc chắn là Thúy Nga bên Mỹ hát xì. Nhắc hoài luôn vậy đó. Mà cái câu chuyện không có. Công nhận Liên nó hay. Nó chấp nhận đúng không? Rồi. Giờ nói về cuộc sống hôn nhân đi. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt rồi đó. Dạ. Như vậy là bạn này chắc không có tật gì xấu đâu ha. Nãy giờ có. Nghe là khen không à. Có kìa, có, dạ, có. Có thấy khen không mà có thấy chê gì đâu. Đâu có khen đâu. Bây giờ chê đúng không? Rồi bây giờ đâu, tật xấu như thế nào? Dạ, đó. Xấu nước đói. Xấu gì? Xấu nước đói, mỗi lần đói là phải ăn liền. Tôi cũng vậy đó ông Cường. Ông ấy ơi, tôi cũng vậy đó. Ông ấy là ông gì? Đói gì nói. Đói vô là cọc. Đói vô là mà ăn thì giống như nít vậy đó, cứ phải 4 tiếng là phải ăn, ăn giống đúng như nít mà cứ 4 tiếng là phải ăn, 4 tiếng là phải ăn, ăn lần không có nhiều mà cứ 4 tiếng là phải ăn. Như là rung tay không? Có rung tay. Rồi. Đói mà nhiều khi đó bực trong người, nó không rung tay mà nó bực trong người, nó bụng rủng. Không có sức chịu đựng. Vừa rung tay mà vừa quạo luôn nữa. Đúng rồi, không có sức chịu đựng á. Đói không cho ăn là lá hồi đâm ra, ví dụ như mình chưa kịp hay kia ở cái lá hồi cứ quạo rồi. Tức là 21 năm là đều là vậy hay là mới đây thôi? Dạ, xấu nước đói. Bây giờ có cải thiện chút xíu nào không? Dạ. Bây giờ có cải thiện chút xíu nào? Cũng vậy, cứ đói là ví dụ như hoặc là cái gì đang đói mà biểu mình biểu thì giờ nhịn xíu chút nữa lỡ rồi chút nữa ăn đi không thì kia nọ cứ lò bầu lỗ bẩu vậy đó hay cần nhận. Bây giờ là anh đang đói ha. Anh chưa đói. Bây giờ là chúng chưa có đói, tại sáng có ăn khác rồi. Không sao ha, không sao, chưa quá. Rồi, xấu đói nè, rồi còn gì nữa không nè? Nóng tính. Nóng tính. Ủa hiền khô gì mà nóng tính cái gì? Nóng lắm á. Nóng khi nào đói thôi gì hay dạ sao? Dạ không, nói chung là những cái chuyện gì mà bất bình hay là chuyện như anh em trong nhóm mà ảnh hay binh này kia, những cái chuyện gì đó là cái đầu ảnh nóng, ảnh cũng hay là nghe phía này chứ. Chẳng hạn giống như là lúc trước là bên gia đình vậy đó. Ảnh không cần biết là vợ ảnh là có sai hay không, vậy ảnh thấy vợ đi làm về mà thấy vợ khóc một cái là cái quát là giống như ở nhà làm gì cho vợ khóc hay này kia vậy đó. Binh vợ bất chấp đó. Cứ hay binh rồi con rồi đi học gì kia rồi cứ không hay binh vậy đó chứ không có chưa có kịp rồi để nghe như thế nào. Coi như là thương vợ thương con mù quáng. Nói chung là bất kể ai cũng vậy chứ không phải là vợ con. Suy nghĩ không? Cho người khác chứ không phải suy nghĩ nóng gì cho mình. Đó ảnh cứ hay nóng rồi ảnh binh bậy. Mà mỗi lần mà cọc với vợ thì sao? Không thấy được cái là ví dụ như buông lời làm tan nát trái tim vợ không? Không được cái là ví dụ như vợ chồng em là ví dụ như có gây không có chửi, không có mày tao mày tớ hay là đủ má đủ mẹ đồ giống như người khác vậy đó. Nói chung là không có dùng những cái lời 500 đó. Cũng bình thường ví dụ như ảnh nóng cái em mà tật em nói nhiều, em làm gì không vừa ý thì em bực em nhảy hoài. Em nhảy cái chừng nào ổng nóng cái ổng quát lên cái em im còn không thôi cái ổng nóng cái em quát cái ổng im. Cứ vậy đó chứ không có gây gỗ. Này như những gì mà em kể thì anh cũng đoán biết được là một cái người mà nói chung là có cái tâm rất thiện. Dạ. Thứ nhất là cái việc mà hành động mà chở vợ mình đi thăm viếng mộ của người yêu cũ nè, rồi tham gia những công tác thiện nguyện thì thực chất là cũng đây cũng là một người đàn ông tốt. Còn cái tật gì nữa không? Đó chỉ có hai tật đó. Xấu đói với lại là nóng tính phải không? Nóng cho người khác. Đúng rồi, nóng mà bất chấp binh người binh bậy không rồi.
Rồi giờ tới anh Hoàng Anh đó, giờ tới em đó, em kể. Nói chung là vợ biết cái hoàn cảnh vợ ngày xưa là dân Sài Gòn, ông già vợ là gốc Huế, thì ở nhỏ lớn Sài Gòn thì nói chung là vẫn còn khờ lắm. Có cái đặc á là cái lầu bầu cứ nhai đi nhai lại một cái vấn đề mà nó hoài nói mà lèm bèm, nói nhiều lèm bèm mà chịu nổi luôn. Nói gì không ngồi bực, nói mình nói cầm điện thoại ngồi chăm chú cái điện thoại là khỏi, không để ý, không muốn để ý luôn. Cứ nói hoài chịu gì nói, cứ có một vấn đề cứ nói hoài. Đó, có đặc nhiên đặc hay quên, dặn là hôm nay đi lên phường phải cầm cái này cầm này. Đi xong cái nửa đường quên. Quên là bực là phải quay đầu xe lại, là nó mất thời gian mà nó đủ chuyện phải... là lúc đó là nóng đó, là lúc đó là bực lên lấy về quay qua quýnh. Mình không quýnh được, bây giờ cái quay đầu về chửi thằng Tăng, rồi chửi rồi thôi nha, không có nhắc nữa nha, không có nói nữa nha, là cái tánh là nói một lần một, không có nói lần thứ hai. Đó là anh đúng, dạ, không? Đúng rồi. Chứ còn đây đụng mình mà quên là anh dừng, quên là nói hoài luôn, nói hoài luôn, năm đầu mười thì luôn nhắc lại nó hoài luôn, không nổi luôn. Còn là, gì nữa, hình như đó là cái tật của mấy bà hay sao? Đúng rồi, cũng tùy em. Như chị là không bao giờ có chuyện đó nha. Thiệt, không có nói lại cái vấn chị đề chị làm biến nói lắm em. Chị nói thiệt với em á, làm gì là mình phải nói thôi, chứ còn ở nhà ít khi nào chị nói lắm. Còn cái tật gì nữa không? Không, tật thì chỉ có như vậy thôi. Còn mà một khi mà làm á là hay nói. Làm thì đừng có nói, còn làm xong á dùng thấy chỗ đó dơ hay gì quét á, xả hoài quét cũng làm mà cũng phải nói. Nó nói làm chi, nói một lần rồi cứ quét xong cái nhà là nói nửa tiếng đồng hồ. Đó là tại anh chứ nó hoài vậy đó. Nhưng mà ở nhà cái vụ chi tiêu á, có tính toán nó là có kỹ. Chi tiêu là bên này chi tiêu hết, lãnh lương về là đâu đó nó có ba đêm hết. Tiền này của anh đi làm là nhiêu đó, còn tiền này là về là để cái bao thư đó tự giữ là bà giữ. Nhưng mà có tính toán với cái mượn tiền có hay mượn tiền em không? Tính như không? Mượn tiền có hay mượn tiền em không? Mượn 500 trả 400 à. 400 đâu? Theo lẽ là phải trả 550 chứ. Không có cái chuyện đó, mượn toàn là trả thiếu không à. Vậy là em 100 đúng không? Vậy là em biển thủ rồi. Em biển thủ tiền mượn rồi. Không phải, tại vì em nghĩ rằng ông giữ tiền nhiều không được tốt. Rút lại phải không? Rút lại. Trong túi ông nhiều nhất là một tháng anh 500.000 anh xài đủ không? 500.000 hả? Trời ơi, nói chung là đi làm một tháng em chỉ phát lại 500 thôi. Trời để cho tự xử rồi, đổ xăng rồi ăn uống sao? Một ngày em hút thuốc hết 32.000, một gói thuốc 32.000. Em đi làm thì chỗ làm cho 50.000 tiền cơm. Bây giờ cái tiền cà phê nè, tiền hút thuốc nè, tiền ăn trưa nè, nó vô có nhiều đó trong 500.000 với 50.000 nữa. Một ngày 50.000 là 26 ngày đó chị nhân thuốc lá là vậy là một tháng vậy không, là không bây giờ dễ đó. Lắm. Dạ đúng rồi. Chị nói em nghe nè, bây giờ cái riêng cái vụ đó em ngồi mới tính với vợ em. Bây giờ em tính ra là một ngày đó là em hút một gói thuốc vậy, ly cà phê vậy ha, rồi ABCD em tính ra hết đi. Ví dụ như cái con số đó, bây giờ em được là bao nhiêu, 26 ngày là nó được 1.3 triệu với 500 là 1.8 triệu, đúng không? Bây giờ em ngồi em tính đi, nếu mà con số nó vượt khỏi 1.8 triệu thì bắt buộc em phải cho. Còn nếu không á thì là không, anh làm cách nào mà anh có đủ cái tiền anh tiêu, mà anh làm không đúng hoặc anh làm bậy là em ráng chịu. Đúng không? Con người ta phải có một cái nhu cầu cần và đủ để mà tồn tại. Còn nếu mà không là bắt buộc, gọi là sinh tồn á, sinh tồn là người ta phải tìm mọi cách để người ta bù vô. Tức là xây sở bằng cách nào? Xây sở không nhịn uống cà phê, hay hoặc là ăn cơm trưa rẻ một chút, hay hoặc là ăn cái món khác rẻ một chút. Tội, ví dụ như giờ được 50.000, giờ ăn hai tô mì gói đi, trưa một tô, tối một tô, ví dụ như là ăn tiết kiệm 10.000. Ăn với ăn buổi trưa thôi. Buổi sáng nhiều khi có ăn dư thì ăn, không ăn không dư thì cũng. Thì đó thấy tội không? Bởi vậy là em phải nới ra. Có 500. Em phải nới ra. Không, em biết nghe. Nhưng mà em đã nói rồi, kệ cái chuyện đủ kệ anh. Nói chung là em không biết thì giờ lương nhiêu đó thì em phải chi tiêu đủ thứ hết. Tại vì quán xuyến kinh tế là em mà. Còn cái mặt khác thiếu đủ thì anh không cần quan tâm. Đó, tại vì mà hai chồng em ở riêng phải thuê nhà. Thì đó, nhưng mà bây giờ trong cái chi tiêu nó sẽ bao gồm có những chi phí của chồng nữa.
Tại vì á, lâu về dài đó, ví dụ giờ cứ tiết kiệm ha, buổi trưa ăn mì gói hoài á là bệnh bao tử. Nhưng mà em biết thì ảnh sẽ không ăn mì gói đâu, ảnh sẽ có những cái thành viên của ảnh là mỗi ngày cứ hay ghé ảnh mua nỉ kia cho ảnh ăn lắm. Rồi nha, rồi đó, chị nói em canh nha, một ngày nào đó mà có một cô gái nào á mà lúc nào cũng lo về ăn uống cho ảnh nè, anh đừng có ăn gì nghe, anh phải ăn gì, anh phải là em mệt á. Chắc không có đâu ha, đúng không? Không có người, hết á. Người ta nghỉ dịch mấy tháng, 4 tháng người ta lên ký đây mất 3 ký. Tại vì không phải hoạt động với làm hoạt động việc đi tới lui, khiêng giác đồ nữa. Thì từ lúc 4 tháng giờ hai chồng em cứ ngoài đường không, đâu có ở trong nhà. Cứ xông pha làm ngoài rồi, không mà. Thôi ngồi đây và mạnh khỏe như thế này và có thể chia sẻ những câu chuyện mà nó có ý nghĩa như vậy, đó là một cái may mắn cho chúng ta trong cái mùa dịch này rồi. Rồi bây giờ mong muốn nè. Rồi đó, hết rồi đó, mong muốn vợ sao? Nói chung là vợ bớt gọi là bớt nhai là thì được, bớt nói nhiều phong dạ nói lời chứ bây giờ giữa cái bớt nói với lại là cái mà cho đủ cái số tiền để xài thì em chọn cái nào? Bớt nhai đi, số tiền thì được. Nói thôi chung là được. Anh tự anh tìm kiếm thôi, mình bớt nói lại cũng được, không sao đó. Ê, nói nghe nè, ví dụ như quay lại cái vụ mà bà mà giữ tiền hết á, rồi có khi nào lễ lộc rồi đó rồi có bắt chồng phải tặng quà gợi ý luôn không? Có tiền đâu không có lễ nào mà sót mà tiền đâu mua quà ra hay tiền đó đâu cải ảnh tiền đâu biết. Phải để dành tiết kiệm lại hoặc là mua món quà đó là phải tiết kiệm lại dính lại đúng không? Hoặc là mình đi chạy xe thì mình kiếm thêm chở khách thêm, mình có tiền thì mình hỗ trợ với cái vụ đó. Không tặng quà là tôi đúng biết, không rồi. Tôi không biết mấy bà kia làm sao chứ tôi á là hả mà tôi sẽ né cái vụ đó, có nghĩa làm gì làm hả, chồng tôi tự nhiên tìm được ở đâu cái tiền nào mà về ấy là tôi sợ. À, thành ra là phải đâu đó mọi thứ chứ còn không á. Thời bữa này em ơi, chị nói em á hả, chị nói thiệt đó. Cái này em hiểu tính chồng em mà, cho nên mấy vụ đó thì em không hả. Nói vậy thôi chứ. Sinh nhật cũng phải có quà. Rồi 20 tháng 10 ngày phụ nữ. Phụ nữ. Ngày của mẹ nữa. Ngày của Tết rồi quà nữa, Tết Tây Tết ta nữa. Không, hai cái Tết là không có. Không, kỷ niệm ngày cưới. Như đó là quan trọng là phải có. Thì đó, nói chung là năm nào cũng phải bắt buộc là có quà. Quà là phải có, còn tiền từ đâu để có quà là cái chuyện đó tôi không biết. À, đúng không? Không có biết. Rồi. Nhưng mà dù mà có tiền riêng á, thí dụ hôm nay về hôm nay anh con 1 triệu là ngắt. Không có chia 5 năm đâu nha. 64, mình có 400 thôi, bên đó 600. Mà tiền của người riêng của mình hoặc là người ta thưởng hay là mình kiếm thêm được hay gì ngắt lại. Rồi, chút nữa rồi. Chúng ta ngủ cà phê nói chuyện thêm về vấn đề này. Tôi cũng đúng điều đó. Rồi còn em bị sao cắt. Em không? Bây giờ mình không khai á thì mình không có tôn trọng, mình khai mình nói ok. Khai là lấy liền. Khai là dính. Ừ vậy đó. Thương lắm đàn ông, thương lắm. Rồi em sao nè, em mong chồng gì? Em thay đổi cái gì nè? Thì nói chung là anh cũng không có gì để thay đổi hết á, anh chỉ có là cái xấu nước đói thôi. Rồi với lại nóng tính thôi chứ còn em sống ảnh 21 năm chưa đánh em cái nào hết. Đó thì thương vợ thương con lắm, những bất kể bao nhiêu năm nay nhưng mà tụi em cũng giống như vợ chồng son vậy đó. Thậm chí mà Tết rồi mẹ em nói chúc ai hạnh phúc với tụi bay khỏi một chút đi, lúc nào cũng như là nít vậy đó. Vậy quá tuyệt vời. Vợ chồng thì lúc nào cũng giỡn, mặc dù con lớn nhưng mà lúc nào cũng như là trẻ vậy đó. Rồi đi đâu anh cũng đi ăn đi nhậu gì cũng đều dẫn vợ đi theo, bất cứ cái gì cũng đều chở vợ đi theo hết. Ôi vậy là hay, vậy là thôi chương trình lại tiếp tục, chúc tụi em sau đây sẽ là đám cưới vàng rồi đám cưới kim cương nữa. Chắc chắn sẽ có. Cái việc cải thiện cho cái chuyện mà coi như là xấu tính đói đó, em cứ đúng giờ cho ông ăn. Còn ví dụ như ổng đi làm không nhét vô cái túi ổng một cái bịch bánh cái bánh gì đó. Bánh cái gì đó đúng đó, không em? Cứ tới đói bụng là cái lấy cái bánh cắn rút khó ra ăn anh. Không phải là khó mà dễ dở ngương á. Thôi mình nghĩ là sẽ khắc phục được, sẽ khắc phục được. Rồi, cứ vậy nha, hy vọng sẽ gặp lại tụi em ở một cái chương trình gọi là đám cưới vàng tình trăm năm chẳng hạn của MCV luôn nha. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thận rất nhiều. Xin chào em, anh cảm ơn chương trình. Xong, em nghe, rồi đi về luôn.